Xin kính chào các quý nhà đầu tư. Trong 5 phút tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thông tin mới nhất về thị trường chứng khoán trong và ngoài nước. Đầu tiên là về thị trường trên thế giới, thì chứng khoán Mỹ đã tiếp tục giảm điểm vào ngày thứ Tư khi các nhà đầu tư xem xét biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để tìm kiếm manh mối về động thái tiếp theo của Ngân hàng Trung ương đối với lạm phát. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22 tháng 2, thì chỉ số Dow Jones đã giảm 84,5 điểm, tương đương với mức là 0,26%, xuống 33.045 điểm. Chỉ số S&P 500 đã mất 0,16%, còn 3.991 điểm. Trong khi đó, thì chỉ số Nasdaq Composite đã tiến 0,13%, lên mức là 11.507 điểm. Biên bản cuộc họp của Fed cho thấy rằng lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương, đồng thời cho biết thêm rằng thị trường lao động vẫn đang thắt chặt, góp phần tiếp tục gây áp lực lên tăng lương và lạm phát. Các quan chức Fed cũng lưu ý rằng dữ liệu lạm phát nhận được trong 3 tháng qua cho thấy sự sụt giảm đáng hoan nghênh về tốc độ tăng lạm phát hàng tháng. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng cần có thêm bằng chứng để tin chắc rằng lạm phát đang suy giảm ổn định. Nội dung này được công bố sau khi chủ tịch Fed ở khu vực St. Louis là James Bullard đã cảnh báo trước đó vào ngày thứ Tư rằng cuộc chiến chống lạm phát của Ngân hàng Trung ương còn lâu mới kết thúc. Những lo ngại gia tăng rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất đã khiến nhà đầu tư hoảng sợ vào ngày 21 tháng 2 và khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay. Theo chân thị trường Mỹ, thì thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy sự tiêu cực khi chìm trong sắc đỏ ngay từ đầu phiên sáng và bắt đầu lao dốc. Đã có lúc VN Index giảm sâu trong phiên hơn 20 điểm, xuống mức đáy của tháng 2. Bước ngoặt chỉ xảy ra vào 5 phút cuối cùng khi mà thị trường quay xe bật tăng từ đáy mạnh mẽ và cuối cùng đã kết phiên gần tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23 tháng 2, thì VN Index đạt mức 1.053,66 điểm, giảm 0,62 điểm, tương ứng với 0,06%. VN30 thì đóng cửa ở mức là 1.050,95 điểm, giảm 0,13 điểm, tương ứng với 0,01%. Thị trường đột ngột quay đầu vào những phút cuối chưa chắc đã phải là điều tích cực, mà có thể chỉ phục vụ cho thị trường phái sinh khi mà một loạt các cổ phiếu trụ trong nhóm VN30 quay đầu. Dầu khí, tài nguyên cơ bản và dịch vụ tài chính là nhóm tích cực nhất thị trường trong ngày hôm nay, với đóng góp của một số cổ phiếu tiêu biểu thì có thể kể đến như là PLC tăng 6,7%, PVC tăng 4,1%, PVD tăng 2,3%, HSG tăng 5,3%, NKG tăng 3%, HCM tăng 3,5% hay là SSI tăng 2,1%. Thanh khoản thị trường có sự giảm nhẹ so với phiên ngày hôm qua. Phiên giao dịch hôm nay cũng đánh dấu phiên bán ròng mạnh nhất của khối ngoại kể từ tháng 11 năm 2022 với tổng giá trị lên tới hơn 670 tỷ đồng, chủ yếu bán ròng VHM với giá trị 80 tỷ, VRE 79 tỷ, VND 39 tỷ, HPG 38 tỷ và SSI 31 tỷ đồng. Chuyển sang phần tin trong nước thì một tin vui đã đến với chúng ta khi mà khách quốc tế qua sân bay Việt Nam đã tăng mạnh. Cụ thể là theo Cục Hàng không thì trong 2 tháng đầu năm nay, khách qua các sân bay Việt Nam đã đạt hơn 19,7 triệu lượt, tức là tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì khách nội địa đạt 14,8 triệu khách, tăng 48% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt hơn 4,7 triệu lượt, tức là tăng gần 2.000% so với cùng kỳ. Cùng thời gian thì các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 9,8 triệu lượt khách, tăng gần 92% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì khách quốc tế tăng tới hơn 2.333% với trên 2,4 triệu lượt khách. Tuy nhiên thì trong 2 tháng vừa qua, tổng sản lượng hàng hóa vận tải bằng đường hàng không chỉ đạt hơn 168.000 tấn, giảm hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Cục Hàng không dự báo rằng là trong thời gian tới thì lượng khách quốc tế đi hoặc là đến Việt Nam qua đường hàng không sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là khi các đường bay thường lệ kết nối với Trung Quốc đang dần được nối lại. Bên cạnh đó thì quốc gia tỷ dân cũng dần nới lỏng giám sát dịch đối với khách quốc tế và khách du lịch. Thông tin tiếp theo liên quan tới một doanh nghiệp đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, đó là Novaland. Ngày 22 tháng 2 năm 2023, thì công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova, hay còn gọi là Novaland, vừa công bố thông tin đơn từ nhiệm của hai thành viên hội đồng quản trị là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu. Lý do được đưa ra đối với ông Bùi Xuân Huy đó là theo định hướng tái cấu trúc của công ty và nguyện vọng của cá nhân để tập trung chuyên môn liên quan đến việc triển khai và quản lý xây dựng, triển khai dự án của công ty. Còn lý do bà Châu đưa ra là theo định hướng tái cấu trúc toàn diện của tập đoàn và nhằm tập trung quản lý Nova Group. Trước đó thì công ty cũng đã thông qua nghị quyết điều chỉnh số lượng thành viên hội đồng quản trị từ 7 xuống 5 và bầu cử lại thành viên hội đồng quản trị. Một thông tin khác cũng rất đáng quan tâm đó là việc công ty cổ phần tập đoàn Hòa Phát vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị nhằm thông qua các nội dung trình cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 3 năm 2023 tới đây. Theo đó, thì dự kiến sẽ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với kế hoạch doanh thu dự kiến đạt là 150.000 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện năm 2022, và kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 8.000 tỷ đồng, giảm 5% so với thực hiện năm 2022 là hơn 8.400 tỷ đồng.
Mức lợi nhuận này chỉ tương đương với kết quả của giai đoạn 2017 đến 2019, thời điểm trước khi công ty bước vào quãng thời gian bùng nổ. Phần tin quốc tế hôm nay sẽ liên quan tới bất động sản nhưng là của thị trường Mỹ. Cụ thể thì giá trị của thị trường nhà ở Mỹ đã giảm mạnh nhất kể từ năm 2008, khi mà cơn sốt thời đại dịch đã phai nhạt. Tổng giá trị nhà ở của Mỹ đã giảm 2,3 ngàn tỷ đô la Mỹ, tức là tương đương với 4,9% trong nửa cuối năm 2022, từ đỉnh 4,7,7 ngàn tỷ đô la Mỹ hồi tháng 6 năm 2022. Theo dữ liệu nghiên cứu của công ty môi giới bất động sản Redfin, đây là mức giảm mạnh nhất theo phương diện phần trăm kể từ cuộc khủng hoảng bất động sản năm 2008. Ở thời điểm đó thì giá trị nhà ở đã giảm 5,8% từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2008, vốn phải đối mặt với mức giá cao lịch sử. Nay người mua nhà lại còn phải gánh thêm áp lực từ lãi suất vay mua nhà đã tăng gấp đôi trong năm qua. Khi sự cạnh tranh trên thị trường giảm đi, giá bán trung bình của nhà ở Mỹ đã giảm xuống 338.000 đô la Mỹ trong tháng trước, từ đỉnh 433.000 đô ghi nhận vào tháng 5 năm 2022. Quý vị hãy like và subscribe kênh YouTube của Pi Tree để cập nhật thêm nhiều thông tin thiết thực và thú vị về thị trường chứng khoán nhé!